Đinh Chân từng khiến Tiêu Chiến nhất bác Lu Mờ chọn lối đi khác biệt, nhan sắc hiện tại gây sốc. Sau 2 năm nổi tiếng toàn Trung Quốc với biệt danh Hot Boy Tây Tạng, Đinh Chân đã không hề trở thành một minh tinh như mọi người dự đoán. Thay vào đó, chàng trai 22 tuổi chọn đi theo một con đường có thể trung hòa giữa việc làm người nổi tiếng mà không tham gia làng giải trí. Chát Tây Đinh Chân sinh năm 2001, sống tại vùng nông thôn nghèo thuộc huyện Lý Đường, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đinh Chân học hết lớp 3, sau đó nghỉ học để phụ gia đình chăn bò. Tháng 11 năm 2020, Đinh Chân nổi tiếng khắp Trung Quốc sau khi đoạn video dài 7 giây ghi lại ngoại hình ấn tượng của anh được tung lên mạng xã hội. Anh lập tức trở thành hiện tượng được săn đón trong ngành giải trí. Với danh tiếng của mình, Đinh Chân còn giúp quê hương Lý Đường thay đổi diện mạo thành điểm du lịch nổi tiếng ở xứ tỷ dân. Tuy nhiên, sau ánh hào quang, anh phải đối mặt với sự cô đơn, mệt mỏi thể chất và định kiến dư luận, mặt trái của sự nổi tiếng. Mới đây, ngày 29 tháng 8, Sohu đưa tin Đinh Chân đăng tải vlog mang tên Người đi trong đêm, chia sẻ về cuộc sống làm người nổi tiếng của anh. Trong video, chàng trai chăn bò người Tây Tạng bộc bạch nỗi niềm đằng sau ánh hào quang. Theo Đinh Chân, nhìn vào dáng vẻ vui tươi, lạc quan và hào nhoáng anh thể hiện trước công chúng mỗi ngày, không ai biết được những khó khăn áp lực mà hiện tượng mạng Trung Quốc phải vượt qua. Trong video có thời lượng gần 9 phút, Đinh Chân công bố những hình ảnh chạy show xuyên đêm của bản thân. Đinh Chân chia sẻ cao điểm bận rộn với lịch trình chạy chương trình truyền hình chồng chéo, anh chỉ được ngủ vỏn vẹn 1 tiếng, cơ thể thiếu sức sống. Theo Đinh Chân, các show quảng bá văn hóa có thời lượng vài chục phút trên màn ảnh, nhưng thực tế anh và ekip làm việc từ sáng đến khuya. Trung bình mỗi chương trình, Đinh Chân ghi hình liên tục gần 20 tiếng. Dù mệt mỏi và kiệt sức, anh vẫn phải thể hiện hình ảnh hết mình, rạng rỡ trước máy quay. Đinh Chân chia sẻ không giỏi giao tiếp với người lạ và ống kính. Anh luôn phải vật lộn hồi lâu trước máy quay chỉ để nói nhiều hơn câu xin chào. Thậm chí việc cố ép bản thân hoàn hảo trước ống kính từng khiến Đinh Chân hoảng loạn, cảm thấy như kẹt giữa bốn bức tường ngột ngạt. Theo Đinh Chân, tiếng Trung Quốc phổ thông hạn chế, môi trường xa lạ, cùng việc không có bạn bè khiến anh lạc lõng. Đinh Chân chia sẻ sự bất an cô đơn là cái giá anh phải trả sau khi trở thành hiện tượng ở Trung Quốc. Đằng sau sự nổi tiếng không đơn giản chỉ có những niềm vui, Đinh Chân nói. Sau khi được cả Trung Quốc biết đến, Đinh Chân không còn thời gian trải nghiệm cuộc sống du mục. Thay vào đó, anh phải tuân theo lịch trình công ty quản lý sắp xếp để đáp ứng tiêu chuẩn của hiện tượng trong văn hóa thần tượng Trung Quốc. Đinh Chân cho hay một ngày của anh hiện tại là buổi sáng học văn hóa, thời gian chưa đến tối muộn, dành cho công việc trong showbiz như quay show, chụp ảnh tạp chí, dự sự kiện thương mại. Guồng quay dày đặc của lịch trình khiến anh hiếm khi được nghỉ ngơi trước 22 giờ. Theo Đinh Chân, anh từng không hề vui mừng về những thay đổi diễn ra trong cuộc đời mình sau khi nổi tiếng. Anh không hoàn hảo để trở thành hình mẫu yêu thích của hàng tỷ người và cảm thấy khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống mang danh xưng người của công chúng, bị cho là bất tài biến chất. Theo Đinh Chân, trước khi nổi tiếng, anh có cuộc sống bình yên, vô ưu vô lo và không cần bận tâm đến ánh nhìn của người khác về mình. Thế nhưng từ khi theo đuổi con đường nghệ thuật, anh vướng vô số tin đồn tiêu cực. Đinh Chân chia sẻ các cuộc tấn công bằng lời nói chê bai chửi bới của anti-fan ngày càng trở nên dày đặc và dồn dập. Từ một chàng trai thích tự do phóng khoáng và muốn làm mọi việc theo cách bản thân muốn, anh trở thành người không thể ngừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra, rằng mọi người sẽ nói gì về mình. Theo Sina, Đinh Chân hiện là ngôi sao mạng nổi bật, có mức thù lao cao kỷ lục, nhưng anh cũng luôn là tâm điểm của những chỉ trích từ dư luận. Trong 2 năm nổi tiếng xung quanh anh, ngoài sự săn đón còn là những đàm tiếu khinh thường. Người ta ghét anh vì đủ lẽ, nổi tiếng theo cách không giống ai, gia cảnh thôn quê và phẩm chất chẳng có gì đặc biệt. Gần đây, Đinh Chân bị chỉ trích mất chất với hình ảnh lái mô tô trên show truyền hình, sử dụng điện thoại thông minh và uống cà phê của thương hiệu nổi tiếng thế giới. Sự hiện đại của chàng chăn bò khiến một bộ phận khán giả không hài lòng. Đinh Chân bỏ ngang việc học cũng vì hoàn cảnh khó khăn, vì vậy việc anh chưa tốt nghiệp tiểu học luôn bị mang ra chê cười. Tháng 6, Đinh Chân bị công chúng chế giễu là kẻ mù chữ trên mạng xã hội khi đăng tải video cổ vũ sĩ tử bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học. Trước đó, khán giả cũng phản đối Đinh Chân trở thành MC chương trình văn hóa ngày ngày tiến lên. Nhiều người cho rằng Đinh Chân có trình độ học vấn thấp, nói tiếng phổ thông chưa thông thạo, vì vậy không đủ tư cách để lên sóng truyền hình làm người dẫn chương trình hay nói chuyện học vấn với công chúng. Theo Sina, thời gian qua cái tên Đinh Chân thường bị tài khoản mạng xã hội Trung Quốc dùng để ám chỉ người đẹp nhưng bất tài. Ngoài vấn đề trình độ học vấn, tháng 1 năm 2021, Đinh Chân hứng chịu chỉ trích vì lộ video hút thuốc lá điện tử. Đại diện của chàng trai chăn bò phải lên tiếng xin lỗi để xoa dịu dư luận. Bên cạnh đó, Đinh Chân còn bị một số tài khoản tung tin thất thiệt về đời tư để bôi nhọ như đã kết hôn, ngoại tình, làm trai bao, quan hệ bất chính với fan nữ. Theo Đinh Chân, dù bị thị phi đến đâu, anh cũng cố chấp bỏ qua, chỉ chuyên tâm vào công việc. Chàng chăn bò chia sẻ xuất thân trai tỉnh lẻ, học vấn thấp, nhưng anh có thừa sự kiên nhẫn, nhiệt tình và hết mình với công việc. Phương châm của Đinh Chân là nỗ lực khắc phục nhược điểm, sống đơn giản và thật để được vui vẻ. Theo Đinh Chân, qua video mang tên Người đi trong đêm, anh muốn mọi người hiểu gánh nặng đằng sau hào quang của người nổi tiếng. Anh muốn nhắn nhủ đến công chúng rằng không ai có cuộc sống hoàn hảo và mong ít bị đánh giá phán xét khắc nghiệt hơn.